Kính thưa quý vị, vào sáng hôm nay 27 tháng 3 năm 2020, tại quận Fairfax, Virginia, tang lễ Thiếu tướng Lê Minh Đảo đã được trang trọng tổ chức trong một hoàn cảnh rất bi đát của đại dịch cúm coronavirus. Từ sáng sớm, chúng tôi đã có mặt tại nhà quan Fairfax Memorial, luật lệ cách ly nghiêm cấm. Chúng tôi ghi nhận có ba quả phụ Lê Minh Đảo, nhũ danh Nguyễn Thị Ngọc Thủy. Em trai Úc của tướng Lê Minh Đảo cựu thiếu tá thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa Lê Quang Nghi cùng các con cháu của tướng Lê Minh Đảo. Tại nhà quan lúc sáng sớm, từng đợt chín người vào thăm quan tài của tướng Lê Minh Đảo. Sau đó, Linh Cũ được đưa đến nhà thờ San Leo the Great Catholic Church, nơi đây thánh lễ được Linh Mục Thomas Tuấn Nguyễn chủ tế. Ngay sau nghi thức tang lễ tại giáo đường, gia đình tướng Lê Minh Đảo và Linh Mục theo xe nhà quàng về lại nghĩa trang Fairfax Memorial Park. Lễ hạ huyệt đã được an vị vào giữa trưa hôm nay 27 tháng 3. Nghi thức trang nghiêm, đám tang rất buồn, nhưng may mà có lá cờ tướng Lê Minh Đạo của Sư đoàn 18 do người con trai Úc của tướng Lê Minh Đạo là anh Lê Minh Hằng Dũng Thủ Kỳ. Chị Bích Phượng thì có lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cầm tay. Vì lý do kỹ thuật, chúng tôi chưa có được video và hình ảnh của anh đậu thanh vân và nguyễn trung hiếu nên chúng tôi sẽ có bản tin chi tiết vào kỳ phát hình lần tới